Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 30 tháng 6. Và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào. Bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng sim không bảo hành nước nha mọi người. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và khách chuyển khoản hết, em sẽ free ship cho mình đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em, ví dụ 200, 250, 300, 350 thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết và 30.000 tiền ship về đơn đồng hồ về đơn giày khi chuyển khoản hết dưới 400. Từ 400.000 trở lên mọi người. Từ 400.000 trở lên mọi người chuyển khoản hết bên em free ship, mọi người cọc, mọi người trả ship giúp em nha mọi người nha. Và khách mở hàng nhớ quay video khi mở hàng. Bên em chỉ hỗ trợ khi có video mở hàng về những vấn đề mất hàng, sai hàng, bể hàng, lỗi hàng, thiếu hàng thì em chỉ dựa trên cái video mở hàng. Không có video mở hàng bên em không có giải quyết được. Và số tài khoản em có để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung giúp em là mã gì nha, A1, B1, C1, cái mã nào mà mọi người muốn mua và cái mã mà em đọc lên á thì mọi người mua, mọi người thanh toán, mọi người ghi giùm em cái nội dung chuyển khoản. Cọc thì mọi người ghi cọc, còn thanh toán thì mọi người ghi thanh toán. Số tài khoản em để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Và số điện thoại em để cũng là một số, mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho bên em. Thời gian check đơn của em là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi tối, sau 10 giờ em chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã N. N1 nha mọi người. N1 cho em nha. Phiên hôm nay bao gồm hàng mới về và hàng xả. Hàng xả rồi là xả sale và hàng xả vía nha. N1 em lên cho mình một chiếc của nhà Quát. Quát này cho em đi. Quát mặt xanh navy. Size 43,4 là đo cả cái rãnh này nha. Đó, nếu như mà không đo rãnh thì nó là 42. Đo cả cái rìa rãnh này là 43, không đo rãnh từ đây chỗ này qua đây là 42. Mặt xanh navy cho em nha, kim đỏ lọc lá mặt xanh navy. Một góc lịch xéo, thương hiệu của Mỹ, da đà điểu em thay. Khóa là khóa vời, sao bên em lắp dậy. Ở đằng sau cho em như thế này. Vỏ thép đúc số seri đầy đủ, chống nước bay tem, cái này của Nam đeo cho em. Đó, ai mà hợp mệnh màu xanh thủy này thì lấy ngay một chiếc này nha. Cái này em xả vía nha mọi người. Con này bữa trước 850 hay 880 gì đó. Bây giờ em xả vía con Quát này là 700. Hàng chính hãng đàng hoàng. Da đà điểu không hết 150 nè. Thật sự giá siêu hời luôn. 700 cho em nha. Mã chiếc này là mã N1. Lên cho em mã N2. N2 em lên cho mình một con Senko full box. Senko full box. Sổ catalog đầy đủ, hộp Senko xịn luôn nha, lót nhung nè. Đấy. Chiếc này là vỏ zin nguyên bản và đây là bản cơ. Senko automatic 23 Jewel. Đó, 23 Jewel automatic. Bản 2 ô lịch cho em nha mọi người. Có chỉnh lịch nhanh luôn nha. Size 24,5. Phần càng trên này đã có một cái dắt đường này, ở dưới này một dắt tạo điểm nhấn nha. Đó, dây là dây nóc cho em. Khóa zin dập hiệu Senko. Nắp sau nắp vặn ren chống nước nè. Đó, máy là máy chạy máy 2206 nè. Cơ automatic có hỗ trợ, có tay. Hiếm lắm, lâu lâu mới có một con cơ zin nguyên bản mà hàng hộp mới tinh luôn. Hàng không cũ luôn nha, hàng hộp, hàng như kiểu chưa đeo.
chưa đánh bóng chưa gì hết mà nó mới tinh. Đây, nó còn cái khóa nó còn kéo giãn ra được nếu cho tay ai to nè. Đó. Senko Automatic 23 Jewel 2 ô lịch full box cho em nha, có hỗ trợ có tay luôn á. Rồi chiếc này em để cho mọi người là 650, cơ em bán bằng tiền pin luôn. Mã chiếc này là mã N2 zin nguyên bản. Lên cho em mã N3. N3 nha mọi người ơi, N3 em lên đang sẵn lên Senko nữ cơ rồi, em lên luôn con Senko nam cơ rồi. Con này về dây lụa của nó sao em để nguyên vậy nha, này là dây kiểu viên tẹt đó. Đây là dòng Senko Sportmatic Senko Fry dòng Deluxe Dai Shock 25 Jewel 2 ô lịch cho em. Kính dạng kính mô hàng thành viên tẹt nè. Size ngang là 38 nha. Cơ mà size này là to đó, không có rẻ. Ê, không có nhỏ đâu. Nó là lịch bơm. Nó là lịch bơm cho em nè, lịch bơm bấm bình thường nè. Đó, à lịch bơm trên này lộn, này là cái núm chỉnh giờ nha. Cái núm chỉnh giờ lịch bơm trên này. Lịch bơm bình thường, đây dây lụa. Đó. Cái khóa ghi gì nữa. Ở đằng sau như thế này cho em phiên bản con cá heo. Vỏ SS Senko phiên bản con cá heo. Cái này không có hỗ trợ có tay, dòng cổ ngày xưa là nó sẽ tự động tích cót. Đeo nó sẽ tự động trữ cót cho mình. Lắc vậy nó cũng trữ nữa nè. Đó. Senko 5, Senko 5 Sportmatic. Đây. Rồi lên cho em nha mọi người. Có thể mình mua con kia cho nữ đeo, con này mình đeo hành cặp nè. Đó, lâu lắm em mới có dòng cổ, chứ bên em thì rất là ít nhập mấy cái hàng này nguyên kiện thì mới về nguyên zin rồi mới bán thôi. Rồi chiếc này cho em nha, em để cho mọi người là con này dòng 25 Jewel đấy cá heo Sportmatic Senko 5. Em bán 1,1 triệu. Mã chiếc này là mã N3. Lên cho em mã N4. N4 em lên một chiếc của nhà Channel máy Thụy Sĩ. Channel cho em nhá, đẹp chưa? Kính dắt cạnh cho em như thế này, bản hai kim, dây da dặn quấn xích cho em nha. Khóa sau như thế này, nó có xước chày do hàng si về xài rồi thì phải có xước. Không tránh được khóa thì nó là dạng xỏ qua bật ngang như thế này nhá. Đó, mở lên cho em. Rồi nắp sau nè. Mông nó này dính mực nha, chứ không phải bị gì dính mực. Đó, mông sau cho em như thế này. Hàng xài rồi thì nó phải có vết nha mọi người. Núp này nó hơi bị bạc màu một xíu góc ở dưới thôi. Đó. Size chiếc này là size 21 nhưng cho 26,2. Lên tay chị má ơi, má la nè. Đây rất là sang luôn nha. Rồi chiếc này em bán đáng lẽ cả tiền triệu luôn á, nhưng mà thôi em nó hơi xước xước mấy cái góc đằng sau nên là em bán cho mình con này là 750. 750 cho em channel này xịn sò luôn. Mã chiếc này là mã N4. Lên cho em mã N5. N5 cho em. N5 em lên cho mình một chiếc của nhà E&W Carnival, một trong những thương hiệu top của đồng hồ về năm nay 2024. Nó nằm vào top thương hiệu những chiếc đồng hồ hiệu năm nay, gọi là mẫu mã và chất liệu máy móc các thứ được đánh giá là cao á. E&W Carnival. Nó cùng hãng với đồng hồ con giáp đó mọi người, nhớ hồi trước em có bán mấy cái đồng hồ con giáp không? Đây.
Mặt xanh thủy cho em dạng dọc ngang như thế này. Một góc lịch 3 giờ, carnival, cơ automatic. Viền là đá nè, viền là đá baroque vuông cho em, đá xoàn baroque. Cọc kim dạ quang, con này là dáng của ban Tết Philip á. Dáng của ban Tết Philip nhưng mà mặt xanh thủy nha. Đó, số series đầy đủ, nắp sau, máy sau cho em như thế này. Nó sử dụng máy dập bên. Đây, nó sử dụng máy dập bên nhá. Chống nước 5 ATM, số series đầy đủ, dạng khóa. Khóa bướm như thế này nè. Mở ra. Hép đúc còn nguyên siêu chưa bóc. Xoàn lấp lánh cho em sang trọng. Đây. Chiếc này thị trường họ đang bán 3 triệu mấy, nhưng cái shop như dạng em á, shop si dạng em mà họ có hàng họ sẽ bán 3 triệu 6, 3 triệu 7 một chiếc, có khi 4 triệu luôn. Núm zin dập hiệu chưa bóc keo cho em, nguyên siêu chưa bóc nè. Đó. Nói chung là mọi người mà mua mấy chiếc này thì phải nói là đỉnh của chớp. Size ngang chiếc này là 42,9. Là em đo cả cái rìa này nha. Dọc nó là 40,4. Nó là size chuẩn của bên Tết luôn á. Rồi chiếc này cho em nha mọi người ơi. Em bán cho mọi người 3 triệu rẻ hơn ở ngoài thị trường 2 triệu mấy và rẻ hơn những cái shop bán lại như em là 1 triệu mấy. Có sổ thẻ nè. Sổ nằm trong đây và có thêm một cái túi giấy nữa nha. Sổ thẻ em nhét vô trong đây cho mình nè. Đó. 3 triệu cho em mã N5 nha mọi người. Lên cho em mã N6. N6 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng Anakin Kelin. Anakin Kelin cho em hiệu Pháp. Size 25 nha, dáng quý sơ tộc. Dáng rất ư là quý sơ tộc luôn. Mọi người nhìn dây rất là đẹp. Dây này dây dạng hạt gạo mà hạt tắm múp. Dáng cực quý sơ tộc luôn cho em. Đó. Đẹp chưa? Cọc số La Mã cho em nha, bọc vàng toàn thân. Má la luôn. Cọc số La Mã bọc vàng toàn thân cho em. Đỉnh của chớp. Rồi lên cho em chiếc này. Nữ đeo rất là sang trọng, quý sơ tộc, dáng đẹp cực kỳ luôn. Đẹp nhờ. Chiếc này em bán cho mình với giá là 600. 600 cho em. Mã chiếc này là mã N6. Lên cho em mã N7. N7 em lên một chiếc của nhà Maserati, em bán giùm khách. Full box nguyên hộp, vỏ vàng hồng. Kính ánh xanh chống tiêu UV. Size 42. Size 42 cho em nha, Maserati hiệu Ý. Đằng sau cho em nha, lộ máy hiệu sẽ dập dưới kính. Nắp vặn ren chống nước cho em như thế này, chống nước 100m. Núm zin nguyên bản, thép đúc vàng hồng. Lộ sau, lộ trước, dây zin, khóa zin cho em. Cái này hàng đeo lướt nha, ít đeo nên còn mới. Full box cho em như thế này. Đó, 2 triệu, full box có tag đầy đủ 2 triệu. Đó, giá bát của khách là 2 triệu full box. Mã chiếc này là mã N7 cho em. Lên cho em mã N8. N8 em lên một chiếc của nhà Erin, lụa bọc vàng, quý sơ tộc. Bản đính 4 viên kim cương, máy thụy sĩ. Núm đính đá nắp sau cho em như thế này. Dây lụa vàng, nút vàng rất mới, khóa zin dập hiệu, khóa gài thông minh. Size ngang 30, dọc 30. Ngang 30, dọc 30 cho em. Khóa gài thông minh, bọc vàng siêu đẹp. Đó, đẹp chưa?
cực đẹp. Rồi chiếc này cho em đi. Chiếc này em để cho mọi người là 600 luôn. Em bán bằng tiền máy Nhật luôn á. 600 cho em Thụy Sĩ, bán bằng Nhật luôn nè. Mã chiếc này là mã N8. Lên cho em mã N9. N9 em lên một chiếc của nhà Movado full box. Movado full box cho em nha mọi người ơi. Bản này bản size của nam nè, nữ muốn đeo là phải thích to, hoặc là em có size của nữ nữa nha. Size 40 cho em. Đây, size 40 nha. Thép đúc công nghệ PVD vàng. Khóa bướm bấm còn nguyên siêu chưa bóc, dây cũng còn siêu chưa bóc. Nắp sau như thế này còn nguyên tem. Kính sapphire crystal. Mặt đen chỉ có mỗi cọc số tượng trưng của nhà Movado, bản 2 kim. Hàng chưa xài full box size 40. Hộp như thế này, hộp trong như thế này và một cái hộp ngoài như thế này, xong thêm một cái túi giấy Movado nữa nha, đi tặng được luôn. Hàng chưa có đeo, chưa có xài, đang chạy đúng giờ. Full móc sổ đầy đủ cho em chiếc này. Chiếc này em bữa giờ em bán rất là nhiều luôn rồi đó. Em lên cũng nhiều like mấy like trước. 1.400.000 cho em. 1.400.000 cho em full móc nha. Mấy like trước em bán 1.500.000, 1.600.000 không á. Like này em bán 1.400.000 tại vì còn có một con duy nhất. Mã chiếc này là mã N9. Lên cho em mã N10. N10 em lên cho mình chiếc Star Jewelry, một trong những thương hiệu về đá, về kim cương của nữ nha. Đó, chiếc này bữa trước là họ em bị thiếu mắt. Rồi là bữa nay em mới đắp thêm hai cái mắt đồi mồi vào nó nè mọi người, nhìn như một cái kiểu của nó luôn. Đây em đắp thêm vào hai cái mắt đồi mồi siêu xịn nè, đồi mồi xịn luôn nha. Tháo ra từ đồng hồ xịn đàng hoàng á. Là tay 17 vừa nè. Còn ai mà 15 về cắt hai mắt này ra là khỏi đeo. Size 35 là đeo như em luôn, tay 15 đeo vừa. Đó, còn hiện tại em đang làm cho size tay 17. Đây. Star Rally nha. Kim hình trái tim siêu đẹp, mặt bên trong hai hình trái tim nhìn nha. Rất là dễ thương luôn. Còn xung quanh là đính những viên kim cương. Cái này Star Rally là thương hiệu về đá quý nè. Ở đằng sau cho em nha. Đó, nắp vặn như thế này. Rất là xinh luôn. Lên niền tọa độ không sai, rất là xinh. Xinh cực. Full box. Tát nguyên đầy đủ. Em bán dù đã làm mắt mà bán bằng tiền luôn á. 500 full box nguyên tát. Giá siêu hạt dẻ. Bốn góc nè, đá quý gắn nè. Đó, bốn góc hộp đá quý gắn là đẹp chưa? Mã chiếc này là mã N10. Lên cho em mã N11. N11 em lên một chiếc của nhà. Con này em bị vía nè. Xả vía con này cho mọi người, con Kansai Yamamoto Home. Kansai cho em con này là tới tổng cộng là 6 kim. Còn cái này là logo nè của nhà Multi Frustin, chống nước tận 100m, hiệu sẽ dập vào một cái đồng hồ nữa nha, rất là đẹp. Xung quanh là thứ này full lịch nha. Thứ là ngày nè, 12-24 giờ. Kim dây chính là kim lõ đỏ lọc lá, size 38,6. Size 38,6 là gần 39 nha. Đó. Thép đúc cho em như thế này, khóa zin dập hiệu, khóa gài thông minh. Nắp sau cho em, nắp vặn ren chống nước 100m. Máy rất là xịn, vỏ rất là xịn nha, vỏ cầm chức, chắc tay và nặng. Nói chung là đeo không có bay màu. Nó thật sự cái số tiền mà em xả này nè, nó chỉ bằng một con hàng thời trang của cái những cái sàn mà mình mọi người mua sàn thương mại ở trên mạng thôi. Về là đeo nó ra ten hết. Còn này là đeo hoài được hoài mấy năm trời cũng vậy luôn, hàng chính hãng mà. Dây dài nha.
Rồi chiếc này cho em nha mọi người. 560.000. 560 cho em. Cái vỏ thép đúc cực chất luôn, chưa tính bộ vỏ, bộ máy 6 kim nữa. Quá rẻ. Mã chiếc này là mã N12. Ấy lộn, mã này là mã N11. Lên cho em mã N12. N12 em lên một chiếc cơ của nhà Rado. Cơ nha. Cơ 25 Z-Well. Cơ cờ cá ngựa nè, cơ con cờ cá ngựa 25 Z-Well Greenhouse. Greenhouse cờ cá ngựa xanh lá. Lịch là lịch đỏ, lịch số đỏ nha. Lịch em chưa kịp chỉnh, lịch số đỏ. Size chiếc này là size 23,8, là gần 24. Núm zin dập hiệu của nhà Rado đằng sau nè. Máy cực chất luôn, máy Thụy Sĩ Rado chính hãng. Máy này mọi người mua là không bao giờ mốt mọi người mua được với cái con này, nó không sản xuất nữa đâu. Mấy cái chiếc cổ này mọi người mua là mọi người sưu tầm, là sau này là mọi người thừa hưởng đồ cổ, chứ giờ nó không sản xuất nữa. Rado automatic có hỗ trợ có tay, lịch số đỏ, dòng 25 Z-Well nha. Của nữ nha. Cái này em thay dây tại vì em thấy nó ring hao màu xanh lá nè, nên em thay dây xanh lá rồi. Còn mọi người không thích có thể báo bên em đổi màu. Khóa em cũng thay luôn về, nó có cái mặt không thôi. Núm zin automatic. Đó. Rồi chiếc này cho em đi. Rado con cờ cá ngựa 750, da đà điểu 750 cho em. Thụy Sĩ xịn sò, cơ cổ đang chạy đúng giờ auto. Mã chiếc này là mã N12. Lên cho em mã N13. N13 nha mọi người, em lên cho mình một chiếc của nhà D&G. D&G bản 6 kim. Viền của nó là viền cọc số la mã dạng chạm khắc, G cộm tay. Khóa bướm nè, khóa bướm bấm có dập hiệu. Đó, khóa bướm bấm có dập hiệu. Nắp vặn ren chống nước 5 ATM nè, onsen nested. Size 46 cho em nha, size to dành cho mấy anh thích to. Thích to và đeo đầy, mấy anh mà tay đầy đầy đeo rất là đẹp. Vừa sang vừa lịch lãm cho em nha, mặt trắng rất là tinh ngời. Thứ nè, ngày nè. Cái này kim dây chính nha, bản này bản 5 kim. Dolce & Gabbana hàng hiệu nha. Ai có quần hay là dây nịt rồi lấy chiếc này nữa, hành bộ núm zin. Em xả luôn nha, 780.000 quá rẻ. Size to khổng lồ. 780 cho em mã N13. Lên cho em mã N14. N14 nha. Em lên một chiếc của nhà. Đây con này em xả luôn đi nè. Vía nặng nề luôn á trời. Con này là con Bauhauswitz, thương hiệu của Đức. Đồng hồ thương hiệu của Đức cho em, khóa rất là xịn. Khóa bấm một bên thôi mà bên này bấm cho em nè. Khóa zin dập hiệu. Đó, còn siêu luôn. Núm zin cho em nè. Đó, size chiếc này là size 33. Siêu trước còn. Siêu sau cũng còn nha, đằng sau mà. Nắp sau cho em nha. Thương hiệu của Đức. Thép đúc vàng hồng BVD xung quanh sang trọng, chưa xài còn nguyên tem. Đây tem chính hãng của nhà Bauhauswitz. Đó, đẹp chưa? Kính sapphire mặt khảm trai. Ở ngoài cái vàng hồng nó đẹp hơn video em quay rất là nhiều nha. Mặt khảm trai nha, bản này bản 2 kim, cọc số la mã ở vị trí 12 giờ, mỏ neo vị trí 6 giờ. Con này em xả xuống 800.000, giá lúc trước 1 triệu mấy lần ai bị vía. Xả lỗ luôn 800.
Mã chiếc này là mã này hàng chưa xài nha, em bán bằng tiền với hàng xài rồi á. Mã chiếc này là mã N14. Lên cho em mã N15. N15 em lên một chiếc của nhà Rồng Vàng này cho em. Con Rồng Vàng này bữa trước 1 triệu 2 nè. Giá thị trường 2 triệu mấy nè. 2 triệu 850 nè. Hàng của em chưa có xài nha. Sunrise kính sapphire bản đính 4 viên kim cương có chân luôn. Có cái cháu á, một góc lịch lọc cho em nha, mặt hai lồng một con rồng vàng ở giữa. Size 40. Chưa có xài dây đúc luôn nào, dây đúc vàng chưa xài, khóa bướm chưa xài. Của hãng Sunrise. Thương hiệu của Thụy Sĩ á. Ở đằng sau cho em như thế này. Kính sapphire Crystal Genesis, dáng cũng thanh mảnh, không có dày đâu. Đây cái dáng đó nè. Có 5,4 mm thôi. Đó, đẹp chưa? Đó, năm rồng đeo rồng nè, em xả cho mình con này 1 triệu nha. Bữa nó 1 triệu 2 á. Con vàng ươm này cho em 1 triệu, chưa xài. Xứng đáng đồng tiền bỏ ra kính sapphire luôn. Mã chiếc này là mã N. N15. Lên cho em mã N16. N16 em lên cho mình con Longines. Longines cho em Thụy Sĩ cơ cót. Con này là cơ cót Thụy Sĩ nha. Dây không phải zin đâu tại vì không thấy dập hiệu. Em thấy về nó lắp vậy luôn rồi, bên đó nó lắp nè, nhưng mà dây này dây Nhật, dây xịn á. Nhưng mà không thấy dập hiệu nên là không phải dây zin, chỉ biết nó là xịn thôi. Đó. Cọc số La Mã cho em Swiss Made. Núm zin nguyên bản của nhà Longines. Nắp sau như này, vỏ stainless. Size cho em là size 27. Cái này nó đơn giản, tinh tế, dễ sợ luôn á. Mặt của nó chính là cái màu inox luôn. Cọc số La Mã nha, hai kim đơn giản mà nó tinh tế. Nhìn phát biết ngay hàng hiệu ngay lập tức, nét nèn nẹt. Khóa zin, núm zin cho em. Cơ Thụy Sĩ, cơ cót. Trung bình từ một ngày, hơn một ngày xíu mình lên cót giúp em một lần nha. Đó, mình không có tốn tiền pin và không cần phải năng lượng, năng liệu gì thì mình xài giùm em cơ thì mình lên dây giùm em ha. Cơ này cơ cổ lên dây Longines Vintage của nữ nha. Con này em bán 750. Thụy Sĩ xịn đã lâu dầu căng chỉnh về chỉ việc đeo thôi. 750 cho em mã chiếc này là mã N. N16. Lên cho em mã N17. N17 em lên một chiếc cơ. Một chiếc cơ nha. Cơ automatic bản này bản 4 kim một trăng sao. Trăng sao nằm bên này. Cái này kim ngỗng nè, cái này kim rốn và cái này kim 12 24 giờ. Con này em bị vía. Em trả lại cho mình một bộ vỏ zin của nó. Đây là bộ vỏ zin của nó nguyên một bản. Và em thay cho mình bộ dây da đà điểu và khóa bướm là em thay. Bộ này không 200 mấy ngàn rồi nè. Size con này 40,5 ngang, dọc là 42,5, dáng oval. Trăng sao số của nó là giống số Femur. Tim nó lộ ở dưới cho em con này. Con này là nó là tự động trữ cót chứ không có hỗ trợ cót tay. Có nghĩa là mình sẽ lắc như thế này khi chỉnh giờ. Sau đó mình đeo một ngày hai ngày thì nó sẽ tự trữ cót nha. Không cần phải lên cót phụ. Ở đằng sau cho em lộ máy như thế này. Thương hiệu nội địa Nhật, chống nước bay tem stainless, còn nguyên tem đằng sau, dáng oval. Đó. Trăng sao 4 kim có kim rốn, kim 12 24, trăng sao phân biệt sáng tối cho em chiếc này, gửi tặng bộ dây bộ khóa và gửi lại cho mình bộ dây zin khóa zin. Em bị vía con này em xả 1 triệu 3. Bữa bữa là 1 triệu 6 gì vậy? 1 triệu 3 cho em nha.
1.300.000. Mã nhiêu đây? N17. Lên cho em mã N18. N18 em lên con bạc đúc nè. Khoan từ từ để xác định nó phải bạc đúc không. Con này nó bọc bạc hay là bạc đúc ta? Con này chắc nó bọc bạc quá mọi người. Bạc thái hay là bọc bạc gì đấy. Nấm đính đá cho em nha. Còn nguyên tem nè. Size 19.5. Nó có hút gió, em có đánh nó trắng bóc ra nè. Đằng sau còn tem cho em như thế này. Lên tay. Nó làm dáng giống bạc thái á. Con này nó bọc bạc thôi chứ nó không phải bạc đúc. Nhưng mà cái mẫu mã của nó là y chang viên tẹt luôn. Chiếc này 500. 500 cho em máy chạy ok la. Mã chiếc này là N18. Lên cho em N19. N19 em lên con này. Con này là con G-Shock. G-Shock Casio nha. Con này nó là thuộc dòng đây ở đằng sau đây. Mã G3200, vỏ sản xuất tại Thái nha. Chống nước 200m nha. G-Shock Casio. Sai ngang con này nó dán nó hơi tứ tứ giác oval một xíu nha. Sai ngang là 44. Dọc là 42.3. Có đèn đốm ok. Dây đồ còn đeo ok hết, khóa đồ còn ok. Chiếc này 450. 450 cho em. Mã chiếc này là mã G-Shock xịn chính hãng 450, mã N19. Rồi N20. N20 em lên chiếc này. Chiếc này là chiếc Caravelle New York. Caravelle New York cho em. Núm zin khóa zin nè. Ở đằng sau như thế này. Đây thương hiệu của Mỹ nha, Caravelle nè. Thương hiệu đã lắm nè, thương hiệu này thương hiệu hàng hiệu á, vỏ đá nha, đeo mắt lạnh luôn. Đấy, viền là viền tứ giác cho em nè, mặt viền tứ giác. Xay ngang 36, dọc là 36.3, luôn càng là 42. Đây lên tay cho em nè, đeo mắt lạnh chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Mấy chiếc đá này là đeo không có chày mà nó bóng hoài như vậy luôn nha. Mà nó mát lạnh luôn á. Sáu kim thương hiệu của Mỹ nè. Sáu kim cho em, kim 12-24 giờ, kim ngày. Và kim này là kim gì gọi là kim chronograph. Đúng mà, chronograph nha. Đây, bấm chạy nè. Đó. Kim đỏ lọc lá cho em, vỏ đá tứ giác nguyên chiếc. Cạc vali New York hàng hiệu á. Đá cho em để cho mình 800. Siêu xịn. Hiệu Mỹ. Mã chiếc này là mã N20. N21 em lên cho mình một chiếc của nhà ISL. ISL cho em mặt xanh. Xanh navy giống như cái dây của nó nè. Xanh navy dạng 3 sọc vàng, 2 kim. Biểu tượng ở vị trí 12 giờ là biểu tượng của nhà nó. Máy in France, máy sản xuất tại Pháp. Máy Thụy Sĩ, xe 25. ISL nó có hai loại máy. Một loại là Nhật, một loại là Thụy. Loại Nhật nó sản xuất tại Nhật. Còn loại này sản xuất tại Pháp, sẽ dùng máy Thụy nha. Nó mắc hơn khi mình mua mới á. Nắp sau cho em như thế này. Hiệu đằng sau. Đó. Cái phần viền này nó có hơi kiểu hơi một chút xíu bạc bạc. Do hàng xài rồi nhưng mà nó vẫn đẹp. Dây này là dây Bambi. Dây của Nhật Bambi ở bên đó họ thay nha. Em không có thay. Em tặng thêm cho mình một bộ dây màu khác mọi người muốn. Đó. Em bán 600 tặng dây Thụy Sĩ luôn. Bán bằng Nhật á. Mà còn tặng dây nữa. 600 tặng dây Thụy Sĩ. Mã chiếc này là mã N.
21 N22 em lên cho mình một chiếc của nhà Adidas. Adidas khóa vàng, khóa dập hiệu luôn. Núm jean dập hiệu. Biểu tượng vàng, kim vàng. Size ngang 42,2, dọc 41,4. Luôn càng là 49,6. Adidas biểu tượng vàng, kim vàng, núm vàng nhé. Khóa vàng cho em nhé. Đẹp chưa? Hàng chính hãng của nhà Adidas cho em ha, xịn sò. Cái màu vàng này nó màu sang nè. Rồi em xả luôn 400. 400 cho em con Adidas này. Thường cái màu vàng này nó sẽ mắc hơn á, mà em bán rẻ rời luôn con Adidas chính hãng. Xịn sò gì đâu. 400 mã N22. Rồi lên cho em mã N23. N23 em lên chiếc này. Chiếc này là Marie Kelly hiệu Pháp Paris. Mặt khảm trai sờ cừ như này. Vỏ mạ vàng trắng mix với lại vàng thật. Size 21,3. Dây dán hạt gạo cho em. Đẹp chưa? Ở đằng sau như thế này có ký hiệu nè, BDB cộng GB nha. Vừa mạ vàng trắng, vừa mạ vàng thật. Khảm trai sờ cừ, má la luôn, sang trọng cực kỳ. Hiệu Pháp 400. Quá rẻ. Mấy chiếc này hồi trước tầng 6-700. 400 cho em nha. Mã N23. Rồi N24. N24 nha, em lên chiếc này. Rovendino Paris Design bản kim rốn cọc số La Mã. Size 25,2. Size 25,2 dây đồ mi. Mắt dắt cạnh nè, đẹp quá mọi người, nhìn cái dây lạ không? Dây con này lạ nha, dây này ít gặp cực kỳ. Ở đằng sau cho em nè, bản kim rốn, cọc số La Mã. Ồ, dây nhìn dây bắt mắt cực luôn. Hiệu Pháp, kim rốn, đẹp quá. Xịn sò cực kỳ. 520.000. 520. Hiệu Pháp, dây đúng lạ luôn. Nhìn dây hoài không chán, nó bị cuốn á. Mã chiếc này là mã N24. N25. Em lên chiếc này. Con này là con Lucre bản kim rốn nha. Con này nhìn nó giống như, à con này nó là bạc đúc, mọi người quên mất. Con này nó là bạc 925 đúc cho em nè. Silver có truyện bạc đúc, truyện 925 bạc đúc bản kim rốn. Size 26. Size 26 niền băm cọc số La Mã cho em bản kim rốn nè. Dây và khóa về sau bên em lắp dậy, dây bên em thay nha. Nguyên một con bạc đúc luôn, bản kim rốn, núm cầu, dễ thương cực. Đó, ai cần một con bạc, vừa đeo vừa phong thủy, làm ăn nè, mình hợp, mệnh thủy hợp với bạc á. Hoặc là mình mua bạc về để mình chống gió này kia, tránh bị cảm á. Nó vừa vậy mà nó vừa đẹp, mà nó vừa là đồng hồ luôn. Đẹp chưa? Con bạc đúc này em bán cho mình 620. 620 bạc 925 xịn, bản kim rốn xịn. Mã chiếc này là mã N25. Lên cho em mã N26. N26 nha. Em lên cho mình chiếc này. Kính tràng viền thủy nè, Excellent. Bản có đính đá bên trong, mặt khảm trai. Kính thủy mà thủy nó làm cọc số luôn. Dây dạng hạt gạo, size 23-24. Dây hạt gạo khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Máy nhật. Đây máy nhật lên tay chị em.
Đó. 300. 300 ngàn cho em con hạt gạo này Excellent. Mã chiếc này là mã N26. Rồi N27. Em có hai con squat. Con này nó là dạng dây quấn. Nó là dây lụa hai hai hàng quấn lại như thế này. Đây, nó là dạng dây dây lụa quấn xong mình gài khóa nằm ở đây nè. Đó, cái khóa zin của nhà squat nè. Mà con này em cho pin lúc đầu nó chạy nha. Lúc đầu nó chạy. Chạy xong đến giờ em bỏ ga lai thì nó không chạy. Con này mỏng lét luôn. Con này là con siêu mỏng nè. Nè mọi người thấy nó mỏng gì không? Đó, con này là con squat dây lụa quấn. Size con này là size 34, nó không có chạy nữa. Còn con này thì lúc chạy lúc không, bây giờ thì nó không chạy nữa. Đó. Em bán hai con 200 ngàn. Em bị lỗ luôn á mọi người, thật sự luôn. Mấy con này toàn đi nhập lẻ. Về cái nó không chạy. Không, lúc đầu nó chạy, bây giờ nó nghỉ chạy rồi, biết bắt đền nay giờ. Đó. Tại vì em nhập lẻ thì là nhập từng con một thì người ta chỉ bảo hành cho mình vài ngày thôi, kiểu như là mua bạn hàng á. Cho nên là giờ là nó nghỉ chạy là tự chịu nè. 200 ngàn hai con tự xử nha. Cái này em theo em á, mọi người cứ mua về mọi người đeo khỏi cần nó chạy. Kiểu vậy á. Đeo kiểu thời trang. 200 cho em hai con tự xử. Mọi người mua một con thì nó cũng là 200 mà. Tại vì em tách ra nó khó bán lắm, thà em bán chung vậy 200. Đó. Tự xử cho em nha, mã N27. N28 cho em tới cái này. Điện tử này 50 ngàn cho em nha. Cục pin không 50 rồi đó mọi người, chưa tính cộng dây cái khóa nữa. Điện tử thời trang bán 50. Size nó bằng size Casio. Làm biến đâu. N20 N28 50. Rồi bây giờ em qua nước hoa nha mọi người ơi. Qua nước hoa, mã này là mã N bao nhiêu đây? Nước hoa này em chưa có lên lần nào. N29 em lên nước hoa cho mình. Cái chai này bao đậm đặc. Clos de Nuit bản Olacid nè. Bản này của Nam nha. Có đính viên đá đây, tem 7 màu nha mọi người. Này chỉ bóc siêu. Nè cái tem 7 màu nè. Đó. Ngửa tới ngửa lui thấy nó 7 màu liền. Hàng xịn là nó vậy đó. Con này nó chỉ bóc siêu ra test mùi thôi chứ chưa có xài. Cái này em về mà em làm biếng like để hoài trong thùng quên luôn á mọi người. Đây đây là giấy giới thiệu của nó nè. Nó mấy cái tờ giấy này nè mà ngửa tới ngửa lui nó có màu sắc á, nó có màu nha, là xịn nha, xịn từng giấy tới vỏ luôn á. Đây sau đít nè, sau đít cho em nè, có hạn sử dụng nè, có ngày giờ hạn sử dụng nè, con cờ lờ nuôi này cho em đẹp chưa. Quá đẹp luôn, quá thơm luôn. Cái này thơm sang cực của Nam nha, mùi rất là mạnh mẽ của Nam, không có bị kén mùi đâu mọi người. Ai mà đã xài được ESL hay là Channel Blue hay là dòng Channel của Nam, dòng Armani, dòng Dior là đều xài được cái hiệu này luôn, mùi cực đã. Để em đọc cái mã mùi cho mình nha. Lưu hương rất là tốt, thị trường đang bán nè. Ôi giời, đâu rồi ta? Để em xíu. Bản này là Clonui. Lúc mà em nhập về là con này hơn 2 triệu, mà bây giờ nó giảm giá còn có triệu mấy. Mà cái của em là nó chỉ bóc siêu ra thôi nha, chứ nó chưa có xài nước còn nguyên luôn á. Đây từ từ, bản này 105 min lận á. Đúng rồi nè, nó nói đúng rồi nè.
cái chai này là giống cái chai Creed với cái chai Dior cộng lại với nhau. Tức nghĩa là hai chai này cộng lại, trộn lại với nhau, nó sẽ ra được cái mùi của chai này. Đó, nó đang diễn tả Dior là ai xài rồi, Creed ai xài rồi, thích là lấy ngay chiếc này cho em. Hương đầu nè, dứa là nho đen, táo cam, bergamot. Hương giữa là hoa hồng, hoa nhài, bạch dương. Và hương cuối là vanilla, long diên hương, hoắc hương, xạ hương. Đó. Độ lưu hương rất là lâu, từ 7 đến 12 tiếng nha, tùy theo môi trường mình ở, là môi trường máy lạnh, trong mát hay là môi trường ngoài nắng nha. Tỏa hương trong vòng một cánh tay, ngày đêm xuân hạ thu đông, mùa nào cũng xài được. Nó có cả hương thơm cam, chanh, thảo mộc của Nam. Nước hoa này là hiệu Ả Rập, thương hiệu nó ở Ả Rập. Nam tính mạnh mẽ, dòng perfume, dòng perfume cho em nam tính mạnh mẽ. Nói chung ai mà hửi được mùi Dior và mùi Creed rồi là sẽ thích chai này. Chai này nó thiên về nó có cái vani cuối á, nên nhìn nó rất là cuốn. Đây chai bên hông nó có xe dập hiệu R cộm tay, cái này là nổi nha. Rồi ở dưới cho em như thế này. Này là hàng chuẩn chính hãng luôn á mọi người. Lúc em lấy về á, là thị trường 2 triệu mấy mà em để hoài trong thùng, em không có like gì, bữa nay nó giảm giá còn có 1 triệu mấy nữa. Chai này em để 1 triệu. Thôi chai này em để 900 đi. Tại vì em thấy nó bán 1 triệu mấy mà mình bán bằng ở trên mạng thì mình bán không có được, mình phải bán rẻ hơn. Tại vì có một chai rồi nên không thành vấn đề. 900 cho em chai này, không lấy là hơi bị tiếc luôn nha. Thật sự luôn, cực kỳ. Mã chiếc này là tới 105ml, lượng xài tới nào cho hết. Mã này là N29 cho em. Rồi N30, quên bỏ này vô. Công nhận 105ml nặng thật. Rồi N30 cho em nè. Thơm sang cực luôn của Nam. N30 tới sexy 212, sexy man 212 em chưa có lên lần nào hết trơn á, nên là sâu đít nè. Đó, Carolina Herrera sexy man. Dễ thương không? Nắp dưới nè cũng vậy luôn, bóc siêu test mùi chứ chưa có làm gì hết trơn. Đây nắp dưới cái này là khắc nha, chứ không phải in đâu. Đó. Mùi cực, mùi rất là cuốn. Riêng cái thằng 212 á, mùi rất là cuốn luôn. Kiểu như mà mấy anh nam mà xài là kiểu như là gái mà nghe vô là như kiểu si tình, bỏ không được. Thật sự luôn á. Mùi của 212 rất là cuốn luôn. Từ từ nha, em sẽ sọt nhóm mùi lên, sợ nhấm mùi lên cho dễ. Hai mươi hai trăm min nhìn rất là cuốn luôn. Hương đầu là wood camera mod, hương cỏ, và hương giữa là bạch đậu khấu, hương hoa, hạt tiêu. Hương cuối là vani, gỗ đàn hương, rổ ru Ruria Isaac và hạt xạ hương, hộ phách nha, có hộ phách lúc khuôn phần cuối. Đây, nó chỉ là EDT thôi mà nó tới độ lưu hương nó tới 7 đến 12 giờ, tức nghĩa là cái chai này mùi nó rất là đậm. Nó và nhóm hương của nó là Orient Forest, hương dương sĩ, phương đông. Tỏa hương trong vòng một cánh tay, ngày đêm thu đông đều là xài, là hiện tại là xài được rồi đó. Nam tính, tươi mát, xuất xứ của Mỹ. Đó, dòng 212 này em nói thiệt, nam mà mấy anh nam xịt vô là rất là bị cuốn. Mấy chị nữ hỏi bao cuốn luôn. Rồi lên cho em nha. Chai này 1 triệu mốt. 1 triệu mốt, chai của em là new, mới có bóc cái siêu ra test mùi thôi. Đó, mấy cái chai new này nè, mọi người mua nó rẻ hơn được nhiều. Mà nó xài nguyên luôn chứ không ai xài của mọi người hết trơn á. Mã này là mã N30 cho em, 1 triệu mốt.
lên cho em mã 20 N31 nha. Lên cho em mã tiếp tục là N31. N31 cái con 22 VIP này. 22 VIP Black Gold Party. Ôi trời. Đây đằng sau cho em như thế này. Mấy cái hàng này mọi người mà xài mới sướng nè. Đó, đẹp chưa? Quá đã. Của nam. Cái này theo tông hộ phách thì cái này sẽ là theo tông mát. Nó y hệt cái mùi này luôn. Nhưng mà nó sẽ khác, nó sẽ có biến tấu một xíu, nó giống cái mùi XL của nam á. Ai xài nhiều nước hoa em đọc cái là biết liền. Nói chung là mấy mùi của nam em toàn lựa mùi men với mùi cuốn thôi. Chứ mọi người không phải lo, nó là dòng 22 VIP men nè. Từ nha. Để đọc cái tông mùi cho mọi người. Độ lưu hương là từ 7 đến 12 giờ. Khoảng cách tỏa hương là 2 cây số luôn á hả? Đây nè, mùi hương nồng nàn của chanh, da xanh, trứng cá muối, gừng và cả quả chanh dây nữa. Nói chung là nó mùi hương gỗ nữa nha. Có hương gỗ thơm gốc mặt nữa. Đầy cá tính và sảng khoái. Nói chung là mùi rất là men, tươi mát, sảng khoái, thơm sang của nam. 100ml bản perfume for men. 1.1 triệu luôn đi. 1.1 triệu luôn cho em N31. N32 Burberry Hero Tester, bản Tester perfume. Bản Tester perfume cho em thằng sau đít nè. Đây Burberry Hero. Nắp dưới cho em còn tem nè, dòng perfume. Nắp nè. Cái này là thơm mùi da thù các mọi người, nó có một chút xíu mùi khói thuốc nha. Như kiểu men theo kiểu mùi khói thuốc đó. Từ từ để em sờ cái mùi nha. Burberry Hero. Đây. Bản Tester đang bán 3 triệu. Đây. Nhựa bồ đề, tuyết tùng, lá thông đỏ, phong cách sành điệu, nam tính quyến rũ. Hương đầu lá thông, olibanum, hương giữa benzoin, hương nhang. Bởi vì em nghe nó có tí mùi da thuộc, mùi khói thuốc. Hương cuối là tuyết tùng Alatas, tuyết tùng Helimea và tuyết tùng Verina gì đây nè. Đấy, nó sẽ là mở ra cho ta khu vực cảnh rừng thông. Nó thiên về thiên nhiên. Đó, nói chung là mùi nó ok. Mùi rất là nam tính. Quyến rũ của nam. Perfume quyến rũ của nam đàng hoàng. 1.1 triệu cho em nha. Cái này là 3 triệu thị trường đang bán, em bán 1.1 triệu. Đó, chưa có xài đâu, bản Tester. N32, mã này là N32, 1.1 triệu. N33. Bữa nay lên nam không nhỉ? Có chai này nữ nè, của Maison Paris Replica. Đây hiệu, chai hiệu nè. Cái chai này là bản 2019 nha. Mùi của 2019, bữa em lên là 1972. Mỗi một mùi nó có một cái sự thơm rõ rệt. Và con này đậm mùi. Con này rất là dai. Nó thơm dai. Khủng khiếp luôn con này. Đó. Paris nè. Nắp sau dưới sau cho em nè.
thơm dai cực kỳ luôn. Tại vì em đã bán cho khách đã trải nghiệm rồi. Để em sợt thử mùi coi có mùi. Sợt nó ra tùm lum năm hết, mọi người về sợt giùm em. Nó là 2019 nha. Mùi hoa. Đây nào, có thể hình hoa nè. Mùi hoa quyến rũ sang trọng, bám lâu. Đó. Cái này bình thường 1,4 triệu không á. Bữa nay 1,2 triệu đi. 1,2 triệu cho em nha mọi người. Mấy cái này bán sướng lắm. Tại vì khách bước về hủy là chịu không nổi cái mùi. Coi như là cái mùi rất là lâu luôn. Mã chính này là N33, N34 cho em. Givenchy. Ít nè. Đó, mấy này là chưa có like đường nào đâu. Đó. Đã không? Nít nè. Givenchy nè. Thơm quá. Này là bản bao nhiêu min đây? 80 min. Bản 80 min dòng perfume nha Givenchy. Để em sợp nhóm mùi. Hương đầu là tiêu đen, hương giữa là hoa huệ, mè, hoa cam, hương cuối là vanilla, hoắc hương, cỏ hương. Cái dòng này của nữ nha mọi người. Dòng này của nữ. Nhóm hương hạt cam, hạt vừng, phong cách ngọt ngào, quyến rũ, nổi bật. Lưu hương là 7-12 tiếng, con này sản xuất 2020. Đó. Dòng EDB Givenchy của nữ 80ml. Đã chưa, cái này mua tặng được ha. Full box cho em của nhà Givenchy 1,1 triệu. 1,1 triệu cho em nha. N34, N35. Tới cái chai này là ISL. ISL nè. Bản 100ml. Chưa có like luôn. Ồ đẹp nhờ. Đẹp lắm. Cưng xỉu luôn. Mặt lục lăng. Đây. Ê, không phải mặt lục lăng mà là cái nắp lục lăng. Sang quá mọi người ơi. Mùi cực sang nha. Sang mà cuốn của nam nè. Ai mà thích ba cái mùi Versace đồ á. Đây, để em search coi nó là tông mùi sao. Nam, cái này của nam nha, thị trường tới 4,000,000 lận á, con này mắc. Giới tính nam. Hương gỗ cây nồng, nhóm hương là hương gỗ cây nồng, phong cách nam tính mạnh mẽ quyến rũ. Hương đặc trưng, hương đầu bạch đậu khấu, hương giữa camera mod rổ tuyết tùng, veranilla hoa oải hương, hương cuối là cỏ hương bài thì là 34. Rất là thơm, rất là ấn tượng luôn nha mọi người, cực kỳ lãng mạn, cái mùi rất là xinh luôn. Mùi này của nam. Mùi của nam cho em nha. ISL nè. Có một chai em bán cho mình 1,2 triệu luôn. Thị trường 4 triệu hơn. 1,2 triệu cho em. N35. Rồi bây giờ em qua giày. N36. Lên cái đôi 42 cho mình N36. Con này cột dây. Con này nó cục dây cho nên mọi người mà đi vớ thêm lót thì 41 cũng đi được luôn. Còn không thì 42 đi, cục dây nên nó dễ. Da thật nha. Màu nâu hạt dẻ nè. Đế thể thao, cái này nó mang vừa phong cách thể thao vừa là da. Vừa đi làm đi chơi được. Có thiết kế mấy cái lỗ thoáng khí nè. Xịn sò đế đung còn nguyên size 42 nè. Bữa nay em xả cái đôi này 330 ngàn, chuyển 360 cả ship đi đơn nha. Mã này là N36.
N37 em lên đôi này cho mình. Đôi này cột dây có nẹp rất là xịn nè. Đó, đôi này size 42 nha, đế gỗ hay sao nè. Đôi đế gỗ đó, đúng rồi. Đó. Có nẹp cột dây cho em. Lót trong. Cái này nó là dạng xếp ly nữa mọi người, da nó dạng xếp xếp vô nè, bốn cái xếp nữa, nói chung đẹp nha. Xịn, đẹp, gót nó tầm 2,5 cho em. Size 42, cái này cột dây nên 41 mình đi được luôn, thêm lót đi vớ là được. Đó. Em xả 350 nha mọi người. N37. N38. Em lên tới cái đôi này. Đôi này là size 41 nha, hiệu đáp nè. Size 41 nha, cái này là nâu hạt dẻ, có cái nẹp luôn nè. Mà nó là da công nghiệp, nó là giày hàng hiệu nhưng mà nó xài da công nghiệp nha mọi người. Bên trong lót nó như thế này cho em luôn. Màu nâu sô cô la hạt dẻ. Size 41 nhưng mà em thấy form nó nhỏ, nó 40 thì mình thêm lót đi vớ là được. Đó. Cái đôi này, đôi này em bán 200. 200 luôn nha mọi người. N38. Rồi N39 cho em tới cái đôi này. Đôi này nó cũng là, nó là hàng hiệu luôn à. Rồi. Size 41. Size 41 nha, nó cũng là hàng hiệu luôn nhưng mà nó cũng xài da công nghiệp. Cái này là do hàng hãng nó làm, nó là nó xài da công nghiệp thôi chứ nó là hàng hiệu quá mọi người. Rồi, mà cứ xài da công nghiệp là bên em lại xả. 200 cho em cái đôi này, nó mới tinh. Nó mới tinh có nẹp luôn. Gót nó tầm 2 phân. Size 41. 200 luôn nha, chuyển 230 cả ship đi đơn. N38 cho em. Từ. N39 cho em cái này, N39. Cái N40. Tới cái đôi này cho em da thật nè. Da thật đế thể thao size 43. Cái này size 42 mình muốn đi, mình thêm lót cộng vớ cho em nha. Đó, thêm lót cộng vớ cho em. Đây là da thật. Màu nâu hạt dẻ, nâu cacao. Màu nâu cacao, hai bên có cái nẹp. Đế thể thao nguyên luôn. Có độn form tầm 2 phân. Lót trong nè, hiệu của nó nè. Xịn sò con bò. Da nó xịn cực. Đó, size 43, 42 mình muốn đi thêm lót đi vớ nữa nha. Thể thao, đế thể thao mà nó phối hai phong cách vừa thể thao vừa da. Đôi này em xả luôn 330. Xịn sò xả 330 N40. N41 cho em. Còn cái đôi này em xả 150 nè. Đôi này em xả 150 nha. Đôi này là da công nghiệp. Da công nghiệp đó, nó bọc cái da công nghiệp cho mình. Mà nó có xước chày chày nữa. Rồi nó có hơi xước xước chấm 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 nè. Đó. Vẫn đeo bình thường, đi rừng, nói chung đi một mùa bình thường. Rót nè, nó cũng tầm 2 phân. Đó, có cái nẹp ở đây. Cái này size nhiêu quên rồi. Từ. Này như size 4, size nhiêu nhỉ? Rồi size này size 40. Size 40 nè em xả 150 ngàn. N41 cho em nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.